Cuộc sống đường phố xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn ở một khu Aeon Mall Long Biên. Có địa chỉ là số 27 đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Ngày thường thì mở cửa từ 10 giờ đến 22 giờ tối. Cuối tuần thì mở cửa từ lúc 9 giờ sáng đến 22 giờ tối. Là cơ sở đầu tiên của Aeon Mall tại Hà Nội của tập đoàn Aeon. Trung tâm thương mại này có diện tích là 9,6 hectare. Tại Aeon Mall có đầy đủ các chuỗi nhà hàng, siêu thị, khu giải trí, khu mua sắm từ bình dân đến cao cấp. Aeon Long Biên chia làm 4 tầng, các khu tiện ích đặc trưng. Tầng 1 là chuỗi cửa hàng bách hóa, siêu thị, các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm. Tầng 2 được thiết kế thành một không gian riêng, các khu vui chơi của trẻ em lớn nhất Hà Nội cùng với các thương hiệu mua sắm dành riêng cho trẻ em nhỏ. Những người yêu thích ẩm thực sẽ không thể bỏ qua. Với không gian đa dạng, mang thương hiệu đặc biệt từ nhiều quốc gia nằm ở tầng 3. Tại đây còn có cụm rạp chiếu phim lớn nhất Việt Nam và khu bowling hiện đại ở tầng trên cùng. Làng ẩm thực chiếm gần như toàn bộ diện tích tầng 3. Ở đây đúng nghĩa là một thiên đường ẩm thực. Ẩm thực gồm có Việt, Hàn, Nhật và Âu đều rất đa dạng và phong phú. Ngoài ra, các quán nướng, lẩu, buffet từ các thương hiệu nổi tiếng cũng quy tụ về Aeon Long Biên. Không gian rộng rãi cùng với sự thân thiện, niềm nở của nhân viên chắc chắn sẽ khiến các bạn muốn quay lại đây vào lần tới. Rạp chiếu phim đã có mặt rất nhiều trung tâm thương mại khác. Tuy nhiên tại Aeon Long Biên được thiết kế theo phong cách hoàn toàn mới. Khu chờ là một dãy những bộ bàn ghế được sắp xếp trang trí y như một quán cà phê, mang hơi hướng theo retro tại tạo nên một không gian rất gần gũi. Các bạn không thể bỏ qua những khu vui chơi tại đây. Khu chơi bowling, nhà ma và mê cung gương. Và ba khu vui chơi hot nhất, nhà ma tại đây được thực hiện mệnh danh là lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Đây là nơi lý tưởng dành cho các hội bạn mạnh mẽ muốn thử cảm giác mạnh. Mình cũng xin tóm tắt và sơ lược về siêu thị Aeon Mall Long Biên. Mời các bạn cùng mình đi tham quan xem cái khu này nó như thế nào. Music